Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Su-27 của Việt Nam đã trở thành tiêm kích đa năng nhờ khí tài đặc biệt của Israel. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trong biên chế không quân nhân dân Việt Nam, ngoài tiêm kích đa năng Su-30 MK2 hay là cường kích cánh cục cánh xòe Su-22 có khả năng tấn công mục tiêu mặt đất, mặt biển thông qua các loại vũ khí dẫn đường chính xác, thì Su-27SK hoặc là UBK thuần nhiệm vụ tiêm kích phòng không, chỉ có thể bắn rocket hay là ném bom không điều khiển. Nếu như muốn Su-27 tiệm cận chức năng Su-30 MK2 thì sẽ phải yêu cầu phải tiến hành nâng cấp cho nó lên tiêu chuẩn Su-27 SKM hoặc là Su-27 UBM. Trong đó, nhà sản xuất sẽ tiến hành thay mới radar dẫn bắn, thay bổ sung các khí tài ngắm bắn quang điện tử. Cách làm trên tỏ ra khá tốn kém, trong khi năng lực tấn công mặt đất của Su-27 là không thực sự đủ tin cậy. Chính vì vậy, có một số quốc gia đã tìm tới một số đối tác khác để hiện đại hóa tiêm kích của mình, chính là Israel. Gần đây, không quân Kazakhstan đã công khai hình ảnh một chiếc tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27UB của mình, del post chỉ thị mục tiêu Lightning do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rafael của Israel đã sản xuất. Thiết bị trên được cho là giải pháp tốt nhất tại thời điểm này để giúp cho các máy bay tiêm kích phòng không chuyên nghiệp làm thêm được nhiệm vụ tấn công mặt đất bằng vũ khí điều khiển có độ chính xác cao, nhờ tích hợp kênh dẫn đường laser hồng ngoại và quang truyền hình, những máy bay Su-27SK, UBK sau khi đeo thêm pod lightning và sửa đổi một chút về phần mềm sẽ có thể khả năng dẫn bắn cho tên lửa không đối đất kh 25 Kh-29 hay có thể ném bom laser Kab-500, 1.500L do nga sản xuất. Hiện tại quan hệ hợp tác quốc phòng giữa việt nam và israel đang rất tốt đẹp phía đối tác đã từng bước vươn lên trở thành một trong những nhà cung cấp vũ khí, khí tài hiện đại hàng đầu của chúng ta. Nếu như Việt Nam quyết định nâng cấp khả năng tấn công mặt đất của phi đội Su-27 thông qua việc mua sắm thiết bị chỉ thị mục tiêu Laning của Israel và đề nghị phía bạn sửa đổi phần mềm tương thích với tên lửa KH-25ML, KH-29 hay là bom laser KAB-500-1500 thì không quân Việt Nam sẽ có thêm lực lượng yểm trợ hỏa lực cực kỳ lợi hại. Giá thành của Port Laning 3 phiên bản tiên tiến nhất hiện nay có giá chỉ hơn 1 triệu đô la cho mỗi thiết bị. Nếu thêm cả gói sửa đổi phần mềm nữa thì cũng là quá rẻ so với phương án nâng cấp Su-27SK, Su-27SK UBK lên thành chuẩn Su-27SKM hoặc là UBM. Do vậy, đây là hướng đi Việt Nam rất nên nghiên cứu để triển khai trong tương lai, nhất là khi niên hạn sử dụng của Su-27 Flanker đã được kéo dài. Trong một diễn biến khác có liên quan đến vũ khí khí tài quân sự Việt Nam, Su-30 Mk2 Việt Nam có thể được trang bị tên lửa siêu thanh Rampage của Israel. Tên lửa đạn đạo không đối đất Rampage do Israel chế tạo được xem là phiên bản phóng từ trên không của pháo phản lực dẫn đường Escha. Quân đội nhân dân Việt Nam hiện tại đã biên chế đạn pháo phản lực dẫn đường Escha cho đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ biên đảo. Vậy trong tương lai, chúng ta liệu có thể nên mua sắm tên lửa Rampage để trang bị cho không quân hay không? Hiện nay, loại tên lửa không đối đất uy lực nhất mà Su-30 Mk2 mang được là KH-59ME thuộc dòng tên lửa hành trình. Nó có trọng lượng là 930 kg, mang theo đầu đạn nặng 320 kg, tầm bắn là 200 km và tốc độ cần âm thanh là Mars 0,88. Giá thành mỗi quả tên lửa này ước tính lên khoảng 1 triệu đô la. Đặt cạnh KH-59ME thì có thể thấy rằng Rampage sở hữu khá nhiều ưu điểm như là trọng lượng nhẹ chỉ 570 kg, tiêm kích Su-30MK2 sẽ mang được ít nhất là 4 quả ở các giá treo phía trong Tốc độ của Rampage lên tới Max 3,5 khiến cho việc đánh chặn nó là cực kỳ khó khăn và đáng kể nhất là tầm bắn vượt trội. Giá thành của tên lửa Rampage ước tính cũng chỉ tương đương với đạn phản lực extra, tức là trên dưới 300.000 đô một quả, khiến cho máy bay phóng được nhiều đạn vào cùng một mục tiêu để nâng cao xác suất tiêu diệt. Một điểm nữa cần nhắc đến đó là Israel tỏ ra là một đối tác khá dễ chịu. Họ thường chấp nhận bán luôn cả công nghệ chế tạo vũ khí cho khách hàng. Đây là điều mà Nga không bao giờ sẵn lòng đáp ứng. Với những ưu điểm kể trên, không loại trừ khả năng tương lai không xa sẽ có thêm phiên bản không đối đất của tên lửa Extra gia nhập biên chế quân đội nhân dân Việt Nam, mà cụ thể là dành cho tiêm kích Su-30 Mk2 sau khi mà phiên bản đất đối đất đã phục vụ trong hải quân từ vài năm nay. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!